Ngày 12 tháng 12, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can Trần Quang Hiển, 40 tuổi, Trần Văn Quý, 32 tuổi, cùng trú thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Nguyễn Xuân Vạn, 30 tuổi, và Nguyễn Văn Đạt, 32 tuổi, cùng trú huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, về tội giết người. Trần Thị Ngọc, 18 tuổi, và Phan Thanh Nguyên, 50 tuổi, cùng trú phường 2, thành phố Bảo Lộc, bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Quang Hiển được xem là đại ca của nhóm chuyên chơi ma túy và là giang hồ có số má ở thành phố Bảo Lộc. Ngày 6 tháng 12, nghe tin một người bạn của anh Nguyễn Đức Thọ có tình ý với Trần Thị Ngọc, là bạn gái của Hiển, nên Hiển tập hợp đàn em và điều anh Thọ đến nhà mình trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Cử. Sau khi ăn nhậu và chơi ma túy đá, Hiển trách móc anh Thọ vì sao không ngăn cản và báo lại việc người bạn tán tỉnh bạn gái của mình. Thành phố Bảo Lộc ăn nhậu. Anh Thọ cho là không biết sự việc nên cả nhóm đưa anh xuống nhà sau, dùng gậy cao su thay nhau đánh đập nhiều giờ rồi bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh. Sau đó cả nhóm tiếp tục ăn nhậu, chơi ma túy rồi ngủ lại nhà Hiển. Đến 10 giờ sáng hôm sau, 7:12, cả nhóm phát hiện anh Thọ đã tử vong nên dùng bao ni lon quấn xác nạn nhân. Hiển yêu cầu Nguyễn Xuân Vạn gọi điện thoại cho một người quen thuê giúp một ô tô để chở xác đi phi tang. Do được thuê với giá cao nên Phan Thanh Nguyên, chủ xe 7 chỗ Toyota Dạ Sơ, đã cầm lái chở thi thể nạn nhân qua cả nhóm theo quốc lộ 55 tìm nơi phi tang. Khi đến nghĩa địa xã Đam Y, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cả nhóm định vứt xác ở đây nhưng do có người, sợ lộ nên cho xe quay ra tìm vị trí khác. Đến khu vực đèo Đà Gù Dì, thấy vắng vẻ và có vực sâu nên cả nhóm ném xác nạn nhân xuống rồi quay về Lâm Đồng. Đến trưa 8:12, do lo sợ thi thể nạn nhân sẽ bị phân hủy, bốc mùi dễ bị phát hiện nên Hiển điều nhóm đàn em đến nhà bàn kế hoạch quay trở lại đèo Đà Gù Dì để chôn nạn nhân. Phan Thanh Nguyên đã lái ô tô chở cả nhóm mang theo cuốc xẻng quay lại hiện trường. Tuy nhiên, do thời điểm trên có nhiều phương tiện qua lại nên kế hoạch bất thành. Ngày 9 tháng 12, gia đình nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo và cơ quan điều tra vào cuộc. Từ manh mối của việc thuê xe, công an đã lần ra nơi nhóm giang hồ vứt xác nạn nhân phá nhanh vụ án. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm giết người này.